Vỏ quà bên mình là thấp nhất một vỏ là bao nhiêu chế? Cô bán tới quý rồi luôn ha. Xin chào cô chính chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chính chị và các bạn trong ngồi nước có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, đặc biệt là nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Vào buổi chiều hôm nay em kính mời cô chính chị và các bạn mình cùng theo chân em để đi tham quan và khám phá một làng hoa ở thành phố Phú Quốc nha. Làng hoa thì đang chuẩn bị đón xuân 2024 của cô chú, rất là đẹp luôn. Hoa thì cũng có một số loài hoa cũng nở rồi cô chú. Em đang trên đường Hùng Vương nha, đường đi khu vực ở Vinpearl cô chú. Dọc theo đây thì những hàng quán, những buôn bán thì cũng khá là nhộn nhịp vào những ngày cận Tết như thế này nè. Buổi chiều này thì cũng khoảng gần 5 giờ ngoài cô chú, 5 giờ khoảng 5 giờ 5 này. Đây không khí chuẩn bị Tết nè, từ từ nè. Đó những không khí chuẩn bị Tết, bánh kẹo, những gian hàng lồng đèn này kia, liễn, quá trời luôn á. Đồ này đồ kia trưng bày cũng rất là nhiều luôn. Ở đây thì có hội chợ về đó nè. Ở phía đây là khu vực sân bay cũ cô chú. Ở đây người ta trồng bông hoa dặn thọ rất là nhiều luôn. Đây nè, để em xuống em quay một vòng cho các bạn xem ha. Ở đây thì hoa dặn thọ cô này trồng ở khu vực sân bay cũ nè, rất là nhiều luôn. Một cánh đồng hoa dặn thọ luôn. Hoa thì cỡ lối 20-25 độ là nở đẹp lắm cô chú. Rất là nhiều hoa. Ở kế bên là có hội chợ Phú Quốc này, thì sân bay cũ này thì hội chợ về rất là nhiều cô chú. Một năm 12 tháng về cỡ 30 lần á. Về rất là đông luôn, tại Phú Quốc khu vui chơi, khu con dạng như là đại gia vậy cô chú. Nhìn rất là đẹp nha, không khí Tết. Ở phía ngoài lộ buổi chiều thì các khách du lịch và người dân địa phương đi tản bộ và đi tập thể dục ở khu vực sân bay cũ này nè, cũng rất là đông luôn á. Hội chợ nè cô chú. Em sẽ quay cho cô chính trị và các bạn xem nha. Trước mặt ở bên trong hội chợ thì ở khu vực ngoài thì buôn bán các loại cá viên chiên, đồ ăn, thức uống. Bây giờ em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn mình cùng vào bên trong hội chợ tham quan một tí nha. Ở biển hiệu có rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng. Vào bên trong này nhạc quá cô chú. Gì con? Cậu chú hả? Em bán căng tin, em bán căng tin trong trường. Dạ. Dạ. Bán căng tin rồi rảnh rồi đi quay làm YouTube thôi chứ. Dạ. Hay không? Đây. Những gian hàng bán các loại
mỹ phẩm, giày dép. Ở bên đây thì đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, cô chú, vật dụng dành cho gia đình, nồi niêu xoong chảo rồi đó. Ở đây cửa hàng giày dép nè. Trưng bày các loại đồ dùng nhìn trong gia đình đó, cô chú, nhìn rất là bắt mắt luôn ha. Ở đây thì cặp sách, giày dép, quần áo đó. Ở đây bán các quần áo này kia, cô chú. Hồi chợ này chắc qua tới lối mười mấy 20 chắc có đặt hội chợ khác, cô chú. Ở đây cô bán đồ chơi cho trẻ nhỏ. Hội chợ này là cô ấy ở đây là mình qua Tết không cô, hay là có đợt hội chợ khác nữa? Không, cái này là tới Tết luôn. Tới Tết luôn đó ha. Dạ. Cô bán đồ chơi ở trong hội chợ sân bay cũ nè cô chú. Đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Con tưởng có đợt nữa chứ. Dạ. Cô ở đâu mà lại đây bán cô? An Giang quá ha. Dạ. Rồi con chúc cô buôn ma bán đắt nha. Gian hàng đồ chơi cô chú. Ở đây thì những cửa hàng quần áo hả. Vậy là gian hàng hội chợ này là bán qua Tết luôn cô chú. Em tưởng có một đợt nữa chứ, thường thường đó. Khô quá trời khô luôn. Quần áo, đa số là quần áo của chú. Tại vì Tết nè, người ta thường sắm quần áo á, nên bán quần áo rất là nhiều luôn. Đó. Quần áo quá trời luôn á, tấp nập luôn. Tha hồ mà cho du khách mình lựa chọn luôn. Ở phía sau thì có thấy nữa cô chú. Ở khu vực sân bay cũ này thì đang vào dự án công trình tượng đài Bác Hồ của chú. Tượng đài Bác Hồ nên ở phía sau nè công trình. Buổi tối thì đông hơn. Buổi tối thì người dân rảnh á, khách mình rảnh á, đi tham quan mua sắm ở khu vực phía bên trong hội chợ này đông. Còn buổi ban ngày thì cũng có mà ít lắm cô chú. Nữ.
vài chục ngàn cho đến trăm ngoài 200 ngàn, mình đã có một đôi dép, một đôi giày vậy ha. Đó, đây nè, xã hàng quần sọ một cái 120-250, cũng đủ giá đó. Đó. Ở đây ở đây là kẹo mứt chân tết cô chú. À, bánh kẹo mứt tết. À, đang gói giỏ quà hả chế? Dạ. Chế đang gói giỏ quà tết cô chú. Giỏ quà bên mình là thấp nhất một giỏ là bao nhiêu chế? Dạ. Giỏ quà thấp nhất là 180 cho đến hơn triệu hả chế? Dạ. Nói chung là cắt bốn gói thì còn tới bao nhiêu thì tới nhiêu thôi. Dạ. Chế ở đâu qua đây bán? Không, em ở Phú Quốc này luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi em chúc chế buôn ma bán đắt được nhiều khách hàng nha. Dạ. À, chế bán ở trong hội chợ sân bay cũ nè, chế bán đồ tết nè, có củ kiệu nè nha. Đó. Hello mọi người, đi đâu chúng này mọi người? Con đi đâu vậy? Mình đi chơi FIFA ở đâu? Đi chơi FIFA hả? Vô đây mấy giờ chứ? Mấy giờ hả? Giờ này 5:15 mày con đây tới. Biết không? Dữ quá ha. Rồi, ok con. À, mấy nhóc học sinh cô chú. À, để ra khu vực phía ngoài quay cho cô, tiếp tục quay cho cô chính chị các bạn mình xem nha. Đó, ở đây nè. Buổi chiều rất là đông vui nha. Đó. Buổi chiều học sinh đi học về tụ về đây ăn uống này kia cô chú, những hàng quán ăn mặc đâu nè, ở phía bên hông thì có đường xe vào đó, những hàng quán nè đồ ăn thức uống. Từ tết này thì em sẽ cập nhật tình hình ở đảo Phú Quốc này cho cô chú chị các bạn mình cùng xem nha. Hoàng hôn rất là đẹp luôn. Đó, những xe cá viên chiên. Đây bán hộp gà nướng, hộp thịt lộn. Ủa này cô sến gì đây cô? Cô làm me ha. Đây là đá me Phú Quốc, đây là ngon nhất luôn. Dạ. Mấy giờ cô ra đây bán cô? 4 giờ. Cô bán tí khuya luôn ha. Dạ. Đá me ngon lắm, ở đây đá me ngon. Dạ, rồi con chúc cô buôn ma bán đắt nha. Dạ. Con chúc cô buôn ma bán đắt nha. Cô bán nước mía, đá me, các loại nước ngọt cô chú ở trước cổng của hội chợ nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục quay cho cô chú tiêu các bạn cùng xem nha. Dựng rạp này cô chú, dựng rạp này nè. Hoàn cảnh rất là đẹp luôn á. Bữa nay là dựng gạp hết rồi đó, chạy dài luôn. Năm nay do kinh tế cũng khó khăn nên không biết sao đây, mà em thấy thì cũng sung tụ lắm cô chú. Không khí chuẩn bị đón Tết tại Phú Quốc ở sân bay cũ. Năm nay che những gạp tặng cho những anh chị cô chú ở đất liền qua đặng thuê buôn bán các loại đồ Tết, bông hoa trái cây này kia cô chú. Dựng gạp năm nay dựng gạp cũng khá là đẹp nha, khá là chắc chắn luôn.
mấy năm trước thì dựng từ tum á, gió chắc bay này kia, năm nay dựng niền lại chắc chắn lắm cô chú. Buổi chiều thì khách du lịch, người dân địa phương ra đây đi tản bộ, tập thể dục cũng rất là đông nha. Ở đây thì nói chung là gác thì rất là nhiều luôn cô chú, gác dữ lắm gác. Năm giờ mấy hoàng hôn buổi chiều thì đỏ đẹp lắm luôn. Ở phía đây thì dài dài ở đây thì tới lối 20 hai mấy là nhộn nhịp lắm luôn cô chú. Ở đây gác hai bên ở khu vực sân bay nè, đường băng sân bay nè rất là nhiều luôn. Tại vì người dân ở đây tối thường thường lén lén lúc đem gác ra đây dục nè cô chú, rất là nhiều luôn. Mà đặt camera thì đặt có một cái, một có góc một à, mà sao bắt phạt được. Đặt phải dày đặt ở đây mới phát hiện bắt phạt được chứ đặt gì không thể nào cô chú. Rồi bây giờ em sẽ xuống dưới nha, xuống dưới làng hoa. Làng hoa, đây là một làng hoa của sân bay cũ. Làng hoa đang chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn 2024 này. Rất là nhộn nhịp, đầy đủ các loại hoa hết. Đặc biệt là hoa vạn thọ màu vàng. Em qua đây nè. Ở đây thì có cô chú anh chị dựng lều ở đây để chăm sóc hoa. Hoa này cô chú rất là đẹp luôn á. Ở đây là chủ yếu là hoa vạn thọ màu vàng với màu cam á cô chú. Màu vàng nè. Ở đây thì có những chậu hoa cũng nở rồi nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Ở khu vực phía sân bay cũ này thì người dân sinh sống ở đây cũng rất là đông. Ở đây thì có hồ nước. Nước ấy ở dưới ao nè, mình bơm lên để mình tưới hoa ha. Ở đây có những chậu hoa cũng nở rồi nè cô chú. Rất là đẹp luôn á. Ở đây có chậu hoa màu hoa vạn thọ màu vàng. Bên đây màu cam. Thì trồng ở khu vực này nhiều lắm luôn. Ở đây thì mấy cô chú thì thường là ấy ở các cấp lãnh đạo ở đây thì cho chồng cô chú, rồi mỗi dịp Tết thì cho bên lãnh đạo người khoảng bao nhiêu hoa rồi đó. Rất là đẹp nha, một cuộc sống rất là bình dị luôn. Trồng hoa ngày Tết, trồng hoa thì rất là cực luôn cô chú. Chăm sóc rất là kỹ luôn.
Cái này là phần mình ấy tưới bón hoa hả chú? Đúng rồi. À, cái này là mình làm tối ngày luôn hả chú? Thấy tối ngày. Ngày này nó dĩ. Dạ. Sáng ra tưới rồi cắt cành tỉa nhánh gì, chiều bón phân tưới nước, ngày tưới mấy lần nước luôn chú? Ngày thứ hai lần. Dạ. Cái phần này là mình ấy ở đất liền qua hay sao chú? Đất liền qua. Dạ. Con bò đi con mục. Dạ. Cám dừa. Một một chậu hoa vạn thọ vậy là mình bán ra được nhiều chút Tết đó chú. Năm nay mình cũng chưa biết cái gì cả, cỡ 20 á. Dạ. Anh em ta trồng chung mình bán làm sao mình bán vậy chứ mình. Dạ. Cao. Đó. Dạ. Năm nay không biết đất liền qua nhiều không á chú? Chắc không qua đâu. Dạ. Mình thấy làm ăn này khó khăn quá. Con thấy năm nay dựng gạp cho thuê đồ, con thấy chắc chắn hơn mấy năm trước. Đúng rồi. Dạ, nó niện xiền xích đồ lại thấy đẹp hơn. Đẹp hơn. Dạ. Có chợ qua năm nay thấy đồ lại thấy đẹp hơn. Dạ. Mà tự nhiên chưa làm gì chứ mà dẹp mấy bên khu bên kia thấy buồn chút. Mấy không có gì đi, mấy người đó ta trồng cây người ta bên nhà bên mấy người ta cho trồng phải sạch sẽ, còn đã làm dơ quá. Dạ. Mà có cái cảnh đâu thì nó đẹp. Cảnh đẹp. Còn bây giờ dọn đi bây giờ trống trơn à. Buồn. Dạ. Đây nhà tôi làm những cái lớp cái gì thấy buồn khu này nè. Dạ. Chú người dân Phú Quốc luôn hả? Đất liền qua đây 15 năm rồi. Dạ. Chú ở đất liền mà ở quê ở đâu? Thốt Nốt ạ. Thốt Nốt. Thốt Nốt Cần Thơ ha. Dạ. Chú ở Phú Quốc này là mình chú ở đường nào? Ở trên khu Phú Mười á. Khu Phú Mười, dạ cũng sát đây nè. Dạ. Trung tâm thi chi thì làm đó ở trên đó. Dạ. À. Chú gần người này hả? Con hả? Con thì cũng qua đây cũng 7 năm rồi, con đất liền. Con mà cũng ở Kiên Giang mà con ở An Minh á. Ở à, An Minh. Dạ. Huyện ấy, huyện gì? Huyện An Minh. Huyện An Biên. An Biên là thứ 3, con An Minh là thứ 11. Rồi, An Minh xa dữ. Dạ. Rồi từ đó vô con 110 cây lận á. Ờ. Con ở đây thì con qua đây con buôn bán căng tin với con quay YouTube nè. À. Dạ. Quay điện thoại mình có được bình thường à? Dạ, quay bình thường chú. À. Có con có lay cam nữa mà. Đấm cà đén nó bị gớt rồi đem tới Hà Nội sửa không được rồi hư rồi mấy chục triệu luôn. Bốn mấy triệu không? Ba mấy chú. Tùy loại. Bên nữa bông lên mới đẹp. Dạ. Nó đưa cổ lên thì nó đẹp lắm. Con dự định đi mua một cái nữa nè, đang về bay vòng vòng đây nè. Ừ. Chứ. À. Làm gì mình dùng YouTube gì rồi cái tiền á hả? Lương á phải không? Ừ. Lương nước ngoài trả. Được đỡ không? Đỡ chú tại được, dạ được nhiều tháng thì mình được dùng có nhiều được nhiều tiền hay sao? Đúng rồi, như tỷ lượt xem nhiều với quảng cáo nhiều thì tháng cũng vài chục. Ờ. Vài chục mười mấy triệu. phải nói chuyện với chỗ khéo mới được. Dạ. Và khoảng là như tỷ trung bình là cũng cỡ 7-8 triệu là bình thường. Dạ. Dạ mười mấy 2-3 chục. Ừ. Dạ. Nguyên cái nào hay đẹp á mình lên. Dạ đúng rồi, con thường thường con quay Phú Quốc không, resort Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng là con đứng đầu luôn đó. Ờ, cái gì? Dạ, tầng 3 số 7 nè, Bước Chân Đồng Quê. Chứ bây giờ con mới làm kênh Đây Đó Đồng Quê. Ừ. Dạ. Hay chứ. Dạ, con chuyên về review, con bốc phòng, bốc tour là không ai qua con luôn á. Tại vì con giá rẻ. Cô chú ở nước ngoài đặt phòng, thường đặt phòng bên con không à. Ví dụ qua kiện cách mình đăng lên mình bán tại vườn mình đăng lên đây bình thường đúng không? Dạ. Ở đây là mình dạ. Bán. Dạ. Ở đó có cây bông hướng dương nở đẹp lắm cô chú. Cây đó. Dạ. Có. Tết nó đẹp lắm. Dạ. Ở đây chú khoảng trồng khoảng bao nhiêu gốc này? Mất chân cỡ 7.000. 7.000 gốc. À. Chậu này chưa tính đó. Dạ. Ở đây chậu bên đây chậu nhỏ, bên đây chậu to nè cô chú. Chậu to. Chậu to này lên hoa nở rất là đẹp luôn á. Chiếu văn lắm. Dạ.
Sữa cái bông đẹp dữ trời. Cái này là ở một chậu to vậy là khoảng bao nhiêu cây vậy chồng chú? 12 cây ạ. 12 ha. Cái... Tắt tiền của chồng kìa. Dạ. Cái này dạ. Nhiêu tiền? Cái này cũng mua ba mấy triệu chú. Ừ. Chồng. Dạ. Chụp đẹp lắm, quay đẹp lắm. Dạ. Rồi con chúc chú được nhiều khách hàng nha, buôn dịp Tết này buôn ma bán đắt nha. Dạ. À. Vài bữa con cây lây cam con mới hư. Ồ. Dạ. Vài bữa nữa con kiếm con khác con quay tiếp. Đó. Mình cáo có được nhiều. Dạ. Ở đây mình kêu bằng hoa gì chú? Đó, cúc bảy màu. Cúc bảy màu, bên đây hoa vạn thọ. Đó. Rồi bên đó chú? Cái là cúc đồng tiền. Hả? Phải đó, một cây hộp chứ là 2.500 một cây. Dạ. Rất là đẹp. Dạ. Nó cái này nó lùng lùng ha chú ha, nó không có cao ha. Dạ. Dạ. Đẹp lắm cô chú. À. Dạ. Chú không có trồng hoa màu mồng gà hả? Dạ. Dạ. Đây cô chú. Đây là bông cúc vậy nè. Đó, bông vạn thọ vậy nè. Đó. Mà rất là đẹp luôn á. Trồng hoa này rất là cực nha cô chú. Làm tối ngày luôn. Đó, anh chị đang ấy phân, đặng bón cho cây, cho hoa. Đó. Bón phân cho hoa hả chứ? Ở đây có những cây hoa hướng dương, hoa mặt trời nha. À. Hoa mặt trời. Ở đây có những chậu hoa nở bông nữa. Rất là đẹp luôn. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục quay cho cô chính chiếu các bạn mình cùng xem nữa nha. À. Đang buổi chiều này các cô chú anh chị đang chuẩn bị bón phân cho hoa. À. Một quang cảnh rất là đẹp luôn á. Ở phía dưới cái hố nước này nè, người dân lấy nước từ đây và tưới cho hoa cô chú, hút nước lên. Đó, ở đây thì đông lắm. Buổi chiều tối buổi sáng đồ ra đây ngắm cảnh thôi nè. Hoa ở bên đây có hoa mồng gà luôn nè cô chú. Hoa mồng gà rất là đẹp luôn á. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng gì nè cô chú.
phải nói cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, anh Vũ đây đó, đây đó An Giang nè. Đó, qua đây quay cái khu vực là làng hoa ở Phú Quốc nè. Nó lạ. Nó lạ ơi là lạ luôn. Đó, ở đây thì những chậu hoa vạn thọ. Rất là đẹp luôn á. Phải nói là thích nhất là những hoa mồng rà này nè cô chú. Ở đây những chậu hoa, cái này mình kêu bằng mồng gà đỏ anh. Dạ, bên đây màu vàng cô chú. Cái này nó nở nó còn lớn dữ lắm phải không anh? Dạ. Cái này là mình bán một chậu Tết là khoảng nhiêu anh? Dạ, đợi nào mà đông đủ hết rồi bán đồng giá với nhau ha. Dạ. Chỉ có chồng thôi chứ giờ chưa có giá gì đâu. Dạ. Dạ, ở ngoài kia là của bên anh luôn hả? Hoa Hướng Dương á. Dạ. Ở Hoa Hướng Dương nè cô chú, ở phía khu vực phía ngoài. Dạ. Ở đất liền trở về hả anh? Dạ. Dạ. Bởi em thấy trồng hoa này cực thiệt luôn á. Chăm sóc rất là kỹ luôn cô chú. À, sáng chiều tưới nước, bón phân, lặt nhánh, lặt lá gì đủ thứ hết. Rồi em chúc anh buôn ma bán đất dịp Tết này được nhiều khách hàng nha. Dạ. Đây ở khu vực phía ngoài có Hoa Hướng Dương. Hoa mặt trời cô chú, hoa mặt trời nè. Những bông hoa mặt trời. Rất là đẹp luôn. Cô chú, xa. Phải nói là đẹp lắm nha. Đó. Đó, bông nào bông nấy nó còn to nữa cô chú. Đó. Phải nói rất là đẹp. Ở khu vực phía ngoài là đường băng sân bay. Đó, đường băng sân bay. Đi vào bên khu vực bên trong đây nữa. Rộng lắm luôn. Rộng lắm cô chú. Có trồng bắp nè, hoa. Chiều tối rồi là các anh chị, cô chú anh chị tưới hoa bón phân rồi cho dịu mát cô chú. Dạ.
cô trồng hoa ở đây hả cô? cô trồng hoa ở đây hả? Ông chủ này ở đây ha. Dạ. Cái này là vườn hoa này là của cô à? Không, của chủ. Của chủ. Cho nó chạy điện. À, cũng như là chủ cô đi về bển chở bông rồi. Dạ, cô cho kéo điện thuê á ha. Dạ. Điện đi. Dạ. Có nó đẹp. Dạ. Cái đẹp. Dạ. Đây nè cô chú. Hoa. Rất là nhiều luôn á. Đó, ở phía bên đây nữa nè. Đó. Ở bên trong khu vực đây những chậu hoa vạn thọ nhỏ nhỏ nha cô chú, nở hoa rất là đẹp luôn. Em quay cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem. Nhiều cái gì anh? Bông 23 hả? Dạ. À, những chậu hoa vạn thọ nhỏ cô chú. À, à. Ở đây mà có con lây ca mà thả phải nói rất là đẹp luôn. À, mà con của em nó đi núi Tà Nắc này. Nó đi núi đi núi Tịnh Kinh này. Chuyển đưa lên tới Hà Nội cấp cứu cho nó mà cấp cứu không được cô chú. À, không có đầu thai luôn. À. À. Rồi. À, rất là đẹp luôn á cô chú. Hoa, một rừng hoa luôn. Hoa vạn thọ, hoa mồng rà, hoa cúc. À. Rồi hoa ông mặt trời, bắp đầy đủ hết. Rồi có trồng dưa hấu, dưa gan gì nữa nè. Đó. Dưa hấu, dưa gan gì đây. À. Bên đây trồng bắp. Đó. Tết thì trồng bắp chắc ăn như bắp luôn ha. Đó. Cũng hên xui ạ. Không biết chắc ăn không nữa. Đưa vô đồ ăn, đưa vô tới miệng còn gớt nữa chứ chắc ăn như bắp. Nói gì cho qua lời cô chú. Chứ hồi xưa nói vậy thôi chứ bây giờ hên xui. À, bắp nè. À. Rất là đẹp luôn nha. Rồi. Giờ video em cũng đã dài rồi, cô chú anh chị và các bạn xem video em thấy hay ha, cho em xin comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Bây giờ em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào một clip tiếp theo. Em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình nha. Bye bye. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình nha. À, buổi chiều anh đang cái ống nước, đang tưới nước. Cô chú, trồng trọt này thì cực lắm, trồng rẫy, trồng hoa, trồng này kia cực lắm cô chú. À, chăm sóc rất là kỹ.